cái sự kiện này rất rất là ý nghĩa, và hy vọng là thương hiệu Xích Đỗ sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để cho nhà thiết kế, anh nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sẽ có thêm nhiều cái hoạt động từ thiện ý nghĩa, và cũng như là các con anh sẽ ngày càng chăm ngoan và trưởng thành hơn nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Thank you.
dẫn lên lầu nào bây giờ anh xong này chút nữa thì về thôi.